Messi và đồng đội bất ngờ bị điều tra vì chức vô địch World Cup 2022. Ngày 18 tháng 12 năm 2022 vừa qua, đội tuyển Argentina đã chính thức lên ngôi vô địch World Cup 2022 sau khi đánh bại đội tuyển Pháp trong trận chung kết. Ngay sau khi lên đỉnh thế giới, các cầu thủ Argentina đã ăn mừng trong sự vui mừng và phấn khích tột độ. Tuy nhiên, chính cảm xúc này đã khiến cho một số người không thể kiềm chế được hành vi của mình. Theo một số nguồn tin quốc tế, FIFA đã vào cuộc để điều tra làm rõ các hành vi không đúng mực của một số ngôi sao Argentina trong trận chung kết. Cụ thể, khi lên nhận giải thưởng thủ môn xuất sắc World Cup 2022, thủ thành Argentina, Emiliano Martinez đã ăn mừng cực kỳ phản cảm với chiếc găng tay vàng dành cho mình. Không dừng lại ở đó, trong lúc ăn mừng tại phòng thay đồ cùng đồng đội, người gác đền thuộc biên chế Aston Villa còn có những lời lẽ thiếu tôn trọng tiền đạo Kylian Mbappe bên phía đội tuyển Pháp. Được biết, FIFA đang xem xét những hành vi trên có vi phạm điều 11, hành vi xúc phạm đối thủ và vi phạm nguyên tắc chơi đẹp, và điều 12, hành vi sai trái của cầu thủ và quan chức trong bộ luật hiện hành của liên đoàn này hay không. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!